Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 401, không có quan hệ gì cả, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhà họ Lạc ông ta làm nhiều như vậy, bây giờ, toàn bộ đều uổng công cả rồi. Đúng rồi, bố, tên giác rời sở Bắc kia hình như khá thân với tổng giám đốc tập đoàn Bắc Giã, giữa bọn họ chắc không phải có quan hệ gì chứ. Lạc Viễn Hà như nghĩ đến gì đó, sắc mặt thoáng chốc không tốt. Lạc Mai hừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không quan tâm. Xì, si một tên mù rác rưởi mà thôi, sao có thể có quan hệ với nhân vật lớn như vậy chứ? Chắc là trùng hợp thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Mặc kệ nói gì thì nhà họ Lạc cũng phải chọn đúng phe. Lạc Vinh Quang cắn răng, ánh mắt mờ mịt. Nếu Dương Xuyên lấy được hạng mục lớn, nhà họ Dương nắm giữ Tân Hải. Thì bọn họ và nhà họ Dương nhất định sẽ như nước đầy thuyền. Nhưng bây giờ, cậu Dương gần như không quan tâm đến bọn họ nói không chừng nhà họ lạc đã đắc tội với hai nhà một khi bất cần thì sẽ mất sạch quay về công ty trước đã đợi lạc tuyết quay về tôi lại hỏi xem rốt cuộc nó muốn làm gì sở bắc chuyện chuyện này rốt cuộc là thế nào mọi người có quan hệ thế nào ở bên kia lạc tuyết rời khỏi sảnh tiệc lúc này không ngừng hiếu kỳ nhìn sở bắc trong lòng có vô vàn thắc mắc sở bắc và tổng giám đốc tập đoàn bắc giã hình như có quen biết hơn nữa trông có vẻ gia chủ mấy gia tộc lớn kia thậm chí là thanh phong cũng đều rất tôn kính sở bắc cả đại hội đấu thầu lạc tuyết đều rất mơ hồ không có quan hệ gì cả chỉ là trùng hợp mà thôi sở bắc khẽ cười giải thích qua loa xem náo nhiệt xong rồi quay về thôi lạc tuyết nheo mắt nhìn sở bắc có chút nghi ngờ nhưng chung quay vẫn chỉ thở dài anh quay về trước đi tôi về công ty xem sao nói xong thì gọi xe rời đi. Mà Sở Bắc thì không có động tác gì, như đang đợi gì đó. Chương 402, lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Thanh Phong gật đầu, từ đầu đến cuối rất tự tin. 5 năm trước, bến cảng đã đóng cửa vì chuyện kia. Bây giờ mở lại lần nữa, những người kia sợ rằng sẽ không ngồi yên. Sở Bắc nhìn về phía xa, giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo. Lần này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Gương mặt Thanh Phong cũng nghiêm túc hơn. Không sai, là hồ ly thì sẽ lộ đuôi thôi, lần này, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện thì nhất định sẽ phải chết. Sở Bắc khẽ gật đầu, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cậu quay về trước đi, tôi đến tập đoàn Lạc thị xem sao. Sở Bắc có cảm giác trong lòng, lần này Lạc Tuyết đi, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Ở bên kia, Lạc Tuyết bước xuống xe taxi bước lớn đi vào công ty. Vừa đến phòng tiếp khách thì đã thấy Lạc Vinh Quang và bố con Lạc Viễn Hà đang ngồi trên sofa. Nhìn thấy Lạc Tuyết, ba đôi mắt thoáng chốc đã dán trên người cô. Ông nội, bác cả. Lạc Tuyết bị nhìn chằm chằm cả người cũng mất tự nhiên, nhẹ giọng chào hỏi. Lạc Tuyết, cô còn mặt mũi mà quay về à? Lạc Mai hừ giọng nói, lên tiếng gây khó dễ. Hừ, lần trước chẳng phải cô với sở bác oai lắm sao? Bây giờ còn quay lại làm gì? giọng điệu Lạc Hà Viễn lạnh nhạt, cười như không cười. Lạc Vinh Quang tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại không tốt lành gì. Thấy vậy, Lạc Tuyết lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Cô biết, bọn họ là vì bị đuổi khỏi đại hội đấu thầu nên mới chút cơn giận lên người mình. Chỉ là, bản thân từ đầu tới cuối đều chẳng nói một câu nào mà. Lạc Tuyết cúi đầu, trong lòng đầu tuổi thân. Được rồi, Lạc Tuyết, cô đi đi, nơi này không cần cô nữa. Cuối cùng, Lạc Vinh Quang cũng mở lời. Vừa lên tiếng, giọng điệu đã chẳng tốt gì. Vẻ mặt Lạc Tuyết thay đổi, ngây ngốc nhìn ông nội mình, ông nội, ông có ý gì? Thế nào, cô còn chưa nghe rõ sao? chương 403, muốn tôi đi thì có thể, nhưng trả đồ lại cho tôi. Lần trước, bởi vì hợp đồng trong tay cô, mà ba người trước mặt này đã đích thân xin lỗi cô. Hứa hẹn những lợi ích to lớn, mời cô quay về. Cuối cùng Lạc Tuyết cảm thấy, mọi người đều là người một nhà không đến mức phải vậy. Bởi vì còn ôm mộng tưởng hảo huyền đó, nên cô mới lựa chọn quay về. Nhưng không ngờ, chỉ mới qua mấy ngày, mà bản thân lại bị đuổi rồi. Lạc tuyết ngây ngốc đứng đó, trong lòng quặn thắt. Lạc vinh quang làm vậy, rõ ràng là qua cầu rút ván. Chim chết nỏ cất kho, vắt tranh bỏ vỏ. Ban đầu chả lẽ sở dĩ bọn họ mời cô về lại là nhìn chúng hợp đồng trong tay cô. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều xem bản thân cô là công cụ mà thôi. Thứ gọi là người nhà, tình thân, cũng chỉ có một mình cô tình nguyện mà thôi. Lòng lạc tuyết phức tạp khó hiểu, thậm chí cô có chút hối hận vì ban đầu không nghe theo lời sở bắc. Lạc tuyết, nếu nghe thấy rồi thì mau đi đi, nơi này không chào đón cô. Lạc mai hừ một tiếng, ánh mắt hả hê nhìn cô gặp chuyện. Lạc tuyết thở dài, hít sâu một hơi, cuối cùng lại ngẩng đầu. Muốn tôi đi thì có thể, nhưng trả đồ lại cho tôi. Đồ của cô, đồ gì của cô, tập đoàn Lạc thị này, cô cảm thấy có thứ gì thuộc về cô? Lạc Viễn Hà nhếch miệng cười lạnh, giọng điệu châm chọc. Vẻ mặt Lạc Vinh quang u ám, ánh mắt nặng nề. Lạc Tuyết cắn răng, tôi có 30% cổ phần. Nếu đã muốn đuổi tôi đi thì đưa cổ phần cho tôi. Lúc trước cô đã nhường nhịn một lần lại một lần, sau đó cũng chỉ là bị đối phương lấn lướt. Lần này cô không muốn nhún nhường nữa. Cổ phần của cô, Lạc Tuyết, cô đang đùa sao? Ban đầu chỉ là làm để cho cô vui chút thôi, cô lại nghĩ cổ phần thật sự là của cô. Lạc Viễn Hà cười lạnh, hoàn toàn không buồn để tâm. Lạc Vinh Quang ho khan một tiếng, lạnh nhạt hô tay. Lạc Tuyết, ban đầu bảo cô quay lại đã là tôi dơ cao đánh khẽ rồi, còn về cổ phần thì cô đừng mơ tưởng. Trường 404 họ đều có vẻ vô cùng sợ sệt. Thế nào là không được, cháu ăn nói với người lớn thế đấy à lạc viễn hà hừ lạnh một tiếng với vẻ trách mắng đúng đấy lạc tuyết cô nhìn lại mình đi trước đó ông nội gọi cô quay lại công ty là vinh hạnh cho cô rồi nhưng kết quả thì sao cô lại thiên vị người ngoài thế có xứng làm người nhà họ lạc không hả lạc mai tiến lên rồi nói ra những câu còn khó nghe hơn cả lạc viễn hà được rồi hai bố con nhà kia vừa nói dứt câu thì lạc vinh quang đã khẽ hừ một tiếng ra hiệu cho họ im lặng. Lạc tuyết, cháu đi đi, ông cưu mang cháu đến ngày hôm nay cũng coi như tận tình tận nghĩa và không hổ thẹn với bố cháu rồi. Còn cổ phần thì cháu nên quên đi. Nghe ba người họ nói vậy, mặt lạc tuyết tái nhợt. Cô nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn thấy chán trường và tự diễu. Sở bác nói đúng, cô đã quá ngây thơ. Nhà họ lạc thật sự không xứng đáng với những gì cô đã làm cho họ. Nên kết thúc thôi. Ngay bây giờ, nỗ lực bao năm của cô cũng chẳng là gì cả, thậm chí còn không được nổi một câu cảm ơn. Cô thua rồi, thua trắng rồi. Được, cháu. Trong lúc tuyệt vọng, Lạc Tuyết quyết định thỏa hiệp. Nhưng đột nhiên có một giọng nói đã xen ngang. Ba người bắt nạt một cô gái mà không thấy xấu hổ à? Giọng nói ấy hờ hững, nhưng chứa đầy vẻ châm biếm. Cộp cộp, Sở Bắc chống cây gậy trúc đi tới. Sở Bắc Lạc tuyết ngước lên nhìn rồi lẩm bẩm trong lòng thấy cực kỳ chua sót. Nếu cô nghe lời sở bắc từ trước thì giờ đâu đến nỗi này? Sở bắc, cậu đến đây làm gì? Trông thấy sở bắc, lạc vinh quang và hai bố con lạc mai nhíu chặt hàng lông mày lại. Họ đều có vẻ vô cùng sợ sệt. Chưa bàn đến khả năng sở bắc khá thân thiết với các nhân vật lớn. chương 405, dựa vào đầu ư, nghe thấy thế, lạc mai rít lên. Sở bắc, cậu là người ngoài nên không có tư cách xen vào chuyện này đâu. Lạc Vinh Quang lạnh mặt, gần như nghiến răng nói. Đúng, các người đừng hòng mơ tưởng tới cổ phần của tập đoàn. Lạc Viễn Hà cũng hậm hực, như con gà mẹ bảo vệ gà con. Xong, lại giống một kẻ khi bo bùn xỉn hơn. Các người chắc chưa? Sở Bắc mỉm cười rồi lấy bản hợp đồng dơ ra trước mặt họ. Giấy trắng mực đen đây mà còn định chối à? Trông thấy hợp đồng chuyển nhượng, Ba người kia lập tức biến sắc mặt. Nhưng họ vẫn quyết cắn chặt răng, không chịu thừa nhận. Hừ, mỗi bản hợp đồng ấy thì chứng minh được điều gì chứ? Đúng vậy, đó là cậu bắt chúng tôi ký nên không tính. Hừ, bộc lộ dã tâm rồi đấy à, muốn có cổ phần ư? Đừng mơ. Mục đích của những người này rất đơn giản, đó là tống cổ Lạc Tuyết đi. Ngoài ra, họ còn muốn nuốt trọn số cổ phần của cô. Sở Bắc, thôi đi. Lạc Tuyết thở dài một hơi với vẻ đau lòng đến mức tuyệt vọng. Cô không còn mong chờ gì vào nhà họ Lạc nữa rồi. Tiểu Tuyết, em vẫn chưa hiểu sao? Sở Bắc lắc đầu rồi nghiêm giọng: Nếu em cứ nhún nhường thì sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của người khác đâu. Còn một khi mạnh tay thì phải lấy lại hết mọi thứ thuộc về mình. Sứt lời, anh lại quay sang nhìn ba người kia. Tôi hỏi lại lần cuối, các người có trả cổ phần cho Lạc Tuyết không? Nghe thấy câu chất vấn của Sở Bắc. Lạc Viễn Hà và Lạc Mai không dám hé răng một lời. Lạc Vinh Quang thì nhìn chằm chằm vào anh rồi gần từng chữ. Sở Bắc, cậu không phải là người nhà họ Lạc, dựa vào đâu mà đòi cổ phần với tôi? Dựa vào đâu ư? Sở Bắc cười nói, dựa vào bản hợp đồng có chữ ký của ông đây. Tôi có thể khiến tập đoàn Lạc Thị phá sản, còn nhà họ Lạc sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa. Giờ ông hãy chọn giữa 30% cổ phần và công ty đi sở bắc tự tin nói như đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay. À quên, còn chuyện này nữa, Lạc Thị đang giữ một tỷ của nhà họ Lý đúng không? Audio điện tử võ tấn bền chương 406 anh sẽ để cô tự quyết định. Sở bắc nói xong thì không gian bỗng yên tĩnh đến mức lạ thường. Lạc Vinh Quang và hai bố con Lạc Mai đều tái mặt. Ai nấy đều nhíu mày với vẻ lo sợ. Nếu là trước kia, chắc chắn họ sẽ không để tâm đến lời uy hiếp của Sở Bắc. Nhưng bây giờ thì khác. Thậm chí, họ còn thấy rất hoảng sợ. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Lạc Tuyết ngạc nhiên nhìn Sở Bắc, nhưng không nói gì. Còn ba người kia thì đang thấy rất đắn đo. 30% cổ phần không phải một con số nhỏ. Họ thật sự không nỡ. Nhưng nếu không đồng ý, chẳng may Sở Bắc thật sự làm được như lời anh nói thì sao? họ không dám đánh cuộc. Được được, sở bắc, cậu thắng rồi. Sau khi trầm mặc một lúc, cuối cùng Lạc Vinh Quang nghiến răng, đành phải thỏa hiệp. Chọn hoa hồng hay tiền mặt thì tùy. Lạc Vinh Quang gần như phải lấy hơi thì mới nói ra được câu này. Bố con Lạc Mai ở bên cạnh nhân mặt lại, nhưng không dám nói gì. Nếu chọn tiền mặt thì tôi chỉ cho 300.000 thôi, còn chọn hoa hồng thì chờ cuối năm. Nghe thấy thế, bố con Lạc Mai mới giãn cơm mặt ra một chút, 300.000 mua 30% cổ phần là nhà họ lạc lời rồi. Còn nếu lạc tuyết chọn hoa hồng thì phải chờ cuối năm, khi ấy muốn chia bao nhiêu là quyền của họ. Lạc vinh quang quả là túc trí đa mưu. 300.000. Lạc tuyết cao mày, trước đó lạc thị mới nhận được một khoản đầu tư cả tỷ bạc cơ mà. Sao 30% cổ phần chỉ có 300.000 được? Dù sở bắc không nói gì, nhưng mặt đã tỏ thái độ không vui. Sao, chê ít à? một tỷ kia mai này phải trả cho người ta, chứ cô tưởng của công ty chắc. Lạc Viễn Hà hừ một tiếng với vẻ bực dọc. Trước đó, nhờ một tỷ của nhà họ Lý thì tập đoàn mới cải tử hoàn sinh. Nếu giờ bên ấy đòi lại thì họ chẳng những trắng tay, mà còn phải gánh cả đống nợ. Nói chung là lợi bất cập hại. chương 407 đây là lời cảnh báo của Sở Bắc. Lạc Vinh Quang nghiến răng nhìn Sở Bắc. Cậu vội gì chứ, không lẽ cả tập đoàn Lạc Thị không có nổi 300.000 chắc? Xuất lời, ông ta lập tức vẫy tay với Lạc Viễn Hà đứng phía sau. Đi chuyển 300.000 vào thẻ lương của Lạc Tuyết, không người ta lại tưởng nhà họ Lạc mình nhỏ nhen. Ai không biết còn tưởng Lạc Vinh Quang hào phòng lắm. Lạc Tuyết cắn răng, cố nhịn không nói gì hết. Sở bác nói đúng, càng nhịn nhục thì càng làm khổ mình. Nhưng sau ngày hôm nay, cô và ba người này sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Chẳng mấy chốc, Lạc Tuyết đã nhận được tin nhắn báo tiền về máy. Đúng 300.000, không thừa không thiếu một xu. Nếu nhận được tiền rồi thì về đi, đến đây cũng chỉ vì chút tiền này thôi mà." Lạc Mai nhếch miệng rồi nói với giọng u ám. "Đi thôi." Lúc này, Lạc Tuyết chỉ thấy tim mình lạnh buốt, thậm chí cô không có tâm trạng để nói gì nữa. Sở Bắc gật đầu rồi ném bản hợp đồng xuống đất. "Nhà họ Lạc tự lo lấy thân đi." Đây là lời cảnh báo của Sở Bắc. Không còn Lạc Tuyết thì Sở Bắc sẽ không nương tay với nhà họ Lạc nữa dứt lời, sở bắc quay sang nhìn lạc mai. Cô vẫn còn một tháng nữa, cố mà hưởng thụ nốt ánh sáng đi. Dùng lâu vậy rồi cùng nên trả lại cho tôi đi thôi. Dứt lời, anh mỉm cười một cách đầy hàm ý rồi cất bước rời đi. Lạc mai ngẩn ra tại chỗ nhìn sở bắc và lạc tuyết rời đi. Mặt ả à ta tái mét, trong lòng thấy vô cùng hoảng sợ. Một tháng sau chính là ngày đính hôn của họ từ 5 năm, năm trước. Không lẽ Sở Bắc định đòi lại đôi mắt của mình vào ngày ấy ừ. ư? Chương 408, đúng như dự đoán, họ đã làm giả thân phận. Vâng ạ. À. Lạc Viễn Hà vâng vâng giả giả rồi đi ngay. Em đang nghĩ gì thế? Thấy Lạc Tuyết cứ ngồi im lặng trên taxi, Sở Bắc cười hỏi. Sở Bắc, chúng ta làm vậy có đúng không? Lạc Tuyết khó khăn lắm mới nói ra được câu đó với tâm trạng rất dối bời. Chỉ cần em thấy đúng thì sẽ là đúng. Lạc tuyết ngẩn ra rồi thở dài một hơi. Sở bắc mỉm cười rồi vỗ vai cô. Như này không hẳn đã là xấu, ít ra em có thể sống cuộc đời mà mình muốn, chứ không còn bị ai ràng buộc nữa. Lạc tuyết gật đầu, có lẽ vậy, tôi muốn lấy 100.000 trong số này ra để mua xe, như vậy sẽ tiện hơn. Số còn lại thì tôi định làm kinh doanh, chắc vẫn cầm cự để sống được. Sở bắc gật đầu, được, anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn, anh có thể cho em mọi thứ. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết vô thức ngẩn ra, cô nhìn anh với vẻ phức tạp. Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi. Khi hai người quay về biệt thự thì không có ai ở nhà cả. Mẹ về nhà bà ngoại rồi, chắc mấy hôm nữa mới về, tôi ở nhà nấu cơm, anh đi đón Vũ Tâm đi. Lạc Tuyết vừa quấn tạp dề vừa dặn dò Sở Bắc. Ừ. Sở Bắc không nói nhiều mà đồng ý ngay. Khi anh vừa đi ra ngoài thì Thanh Vũ đã lái xe tới chờ sẵn. Cậu chủ, Vương Khôn đã khai hết rồi ạ, à. đúng là ông ta chỉ biết có thế thôi. Còn ông ba nhà họ Dương và tổng giám đốc Triệu mà ông ta nhắc đến thì vẫn chưa tra ra được ạ. À. Đúng như dự đoán, họ đã làm giả thân phận. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, Thanh Vũ thông báo. Sở Bắc gật đầu, không hề ngạc nhiên chút nào. Chương 409, tôi tưởng anh không dám gọi cho tôi cơ. Chiếc xe dừng trước cổng trường mẫu giáo. Nhưng đã tan học cả 10 phút, các bạn nhỏ khác đã đi ra ngoài hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng tiểu vũ tâm đâu. Cậu chủ, thanh vũ nhíu chặt hàng lông mày lại. Nếu tiểu vũ tâm mà có chuyện gì, thanh vũ không biết sở bắc sẽ phẫn nộ đến mức nào. Ha ha, được, được lắm. Xong, bất ngờ là sở bắc rất bình tĩnh. Nhưng vẻ sát ý trong giọng nói của anh cực rõ ràng. Không ngờ Dương Xuyên ngu đến mức dám động vào con gái tôi. Sở bác lầm bẩm không cần đoán, anh cũng biết nhất định là trò của Dương Xuyên. Nhà họ Dương chán sống thật rồi. Thanh Vũ, tìm Dương Xuyên trong vòng 5 phút, được chứ? Thanh Vũ gật đầu rồi mở cửa xuống xe, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Bắc không đáp lời, mà chỉ lấy điện thoại ra rồi gọi vào một dãy số. Thanh Phong, nhà họ Dương không tin vào thực lực của cậu đâu, thể hiện cho họ thấy đi. Thanh Phong ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc rồi nổi hứng ngay. Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ diệt nhà họ trong 5 phút. Ai ngờ, sở bác lại lắc đầu. Dạy cho họ một bài học là được, chứ hết mồi câu rồi thì lấy gì nhử cá. À, vâng, tôi sẽ dạy cho họ một bài học nhớ đời. Ngắt máy xong, sở bác rơi vào trầm tư. Anh nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Sau khi anh gõ ngón tay năm nhịp thì điện thoại chợt đổ chuông. Anh sở, chào anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh của Dương Xuyên chương 410 nhưng tiếc là tất cả đều thất bại. Nhưng tôi chỉ cho anh đúng 10 phút, nếu trong khoảng thời gian ấy mà anh tìm thấy tôi thì con gái anh sống, không thì. Dương Xuyên nói lấp lửng với vẻ sâu xa. Dù tôi là một người rất dễ tính, nhưng nếu sai giờ hẹn thì sẽ là chuyện khác đấy. Bây giờ bắt đầu tính thời gian, để tôi xem anh giỏi đến mức nào. Sứt lời, Dương Xuyên cũng ngắt máy. Từ đầu đến cuối, sở bắc không nói gì hết cũng không thể hiện cảm xúc gì. Anh vừa bỏ điện thoại xuống thì Thanh Vũ đã quay lại xe rồi ngồi vào ghế lái. "Cậu chủ, tôi tìm thấy rồi, Dương Xuyên đang ở tòa nhà La Hàng bị bỏ hoang." Thanh Vũ vừa báo cáo vừa khởi động xe lao vút đi. Tòa nhà lớn La Hàng, một địa điểm lý tưởng để chôn xác đấy. Sở Bắc lạnh mặt lẩm bẩm, "Tôi cũng muốn xem Dương Xuyên này có tài cán gì." La Hàng là một tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng ở Tân Hải tòa nhà lớn cao sừng sững mọc giữa trung tâm, thậm chí nó từng được coi là biểu tượng của thành phố này. Năm năm trước phải gọi là thời kỳ đỉnh cao của tòa nhà này. Nó vừa là tòa nhà lớn nhất, vừa là khu trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất. Thậm chí nói tòa nhà lớn la hoàng nắm mạch kinh tế của Tân Hải cũng không phải là quá. Ngay đến các gia tộc lớn hàng đầu cũng bị lép phé. Vậy mà chỉ trong một đêm vào năm năm trước, tòa nhà lớn thương nghiệp ấy đã không còn một bóng người chủ sở hữu tòa nhà bất ngờ biến mất, tất cả đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Tuy mới 5 năm trôi qua, nhưng tòa nhà đã rất sập sệ. Audio điện tử võ tấn bền chương 411, không cần đâu, tôi đến rồi đây. Cậu Dương, sắp xếp xong hết rồi ạ, à, chỉ cần sở bác giám vác mà tới thì đảm bảo nó hết đường về ngay. Trong hành lang đầy bụi bặm trên tầng 20 của tòa nhà, một tên đàn em đang thông báo với dương xuyên bằng vẻ đầy tự tin dương xuyên gật đầu hài lòng rồi quay người đi vào tháng máy có một chiếc ghế nhỏ ở trong đó lúc này tiểu vũ tâm đang ôm món đồ chơi mới ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế rồi mở đôi mắt to tròn ra nhìn ngó xung quanh chú ơi đây là nơi nào bố sẽ đến đón cháu thật ạ à? cô bé nhìn dương xuyên rồi nhỏ giọng hỏi đương nhiên dương xuyên ngồi xuống nhìn vào gương mặt đáng yêu của tiểu vũ tâm rồi nở một nụ cười vô cùng nham hiểm nhưng điều kiện là cháu không được đứng lên dương xuyên xoa đầu tiểu vũ tâm rồi nhẹ nhàng nói cháu chỉ cần ngồi im ở đây là bố sẽ đến đón ngay nhớ chưa vâng cháu biết rồi ạ à. tiểu vũ tâm ngơ ngác gật đầu rồi ngồi im trên ghế chơi đồ chơi thấy thế dương xuyên mới đứng dậy rồi bước ra bên ngoài hắn ta liếc nhìn đồng hồ còn 8 phút nữa, sở bắc, hy vọng mày không đến muộn, không thì con gái mày sẽ rơi từ tầng 20 xuống đấy. Tao tin là mày không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy đâu. Dương Xuyên mỉm cười rồi đắc ý xua tay với tên đàn em. Đứa nào đi tìm một cái ghế lại đây, bổn thiếu ra muốn ngồi nghỉ một lát. Khi nào thằng đó đến rồi hãy gọi tao dậy. Theo Dương Xuyên đoán thì dù có cho sở bắc 15 phút thì anh cũng không đến đây được vì nếu chỉ ngần ấy thời gian mà sở bắc có thể tìm thấy nơi này thì quá siêu phàm rồi. Hắn ta muốn thấy sở bắc bất lực nhìn con gái chết trước mặt mình. Hắn ta muốn anh phải sống trong rằn vặt suốt đời. chương 412, anh đang tìm họ à? Dương Xuyên quay ngoắt lại thì thấy gương mặt lạnh băng của sở bắc đang dí sát vào mặt mình, hắn ta sợ đến mức liên tục lùi lại. Chân hắn ta mềm nhũn, suýt nữa ngã vật xuống đất. Sao, sao anh đến nhanh thế? không thể nào dương xuyên trợn tròn mắt mặt mày nhăn nhó giọng nói cũng đầy vẻ kinh ngạc từ lúc hắn ta gọi cho sở bắc đến giờ mới có 7 phút thôi chứ mấy hắn ta không thể hiểu nổi tại sao sở bắc có thể tìm đến nơi này nhanh đến vậy đúng là khó tin tân hải nhỏ nên cũng không khó tìm cho lắm sở bắc hờ hững cất lời nghe không rõ tâm trạng thế nào nhưng chỉ một câu nói đơn giản của anh cũng khiến mặt dương xuyên tái mét nhà họ dương đã thông báo với dương xuyên kế hoạch đã thất bại hắn ta phải rời khỏi tân hải rồi về nhà nhưng hắn ta không cam tâm hắn ta không chấp nhận mình cứ thua trắng như vậy theo suy đoán của nhà hắn ta thì sở bắc chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện dương xuyên đầy tự tin đến tân hải nhưng sau đó phải thất bại rút lui tất cả là do sở bắc ban tặng hắn ta không thể nuốt trôi cục tức này được cho nên hắn ta mới cắn răng lên kế hoạch này dù không thể giết được sở bắc, nhưng cũng có thể khiến anh đau khổ suốt đời. Nếu không, hắn ta thật sự không cam lòng. Dương Xuyên những tưởng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình rồi. Ai dè, sở bắc lại mò tới nhanh đến vậy. Anh anh, người đâu, đánh chết nó cho tao. Người đâu hết rồi. Mắt Dương Xuyên hẳn đầy tia máu, hắn ta điên cuồng gào thét. Nhưng xung quanh vẫn im lặng, đừng nói là những tên đàn em mà hắn ta đã thuê, Nghe tới người vừa nói chuyện với hắn ta cũng không thấy đâu nữa. Bầu không khí im ắng đến quỷ dị khiến Dương Xuyên thấy ra đầu mình tê dại. Anh đang tìm họ à? Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, Thanh Vũ bước tới. Trường 413, anh làm tôi thất vọng quá đấy. Người của anh đã bị tôi giải quyết hết rồi, anh còn trò gì khác nữa thì dở ra hết đi. Giọng nói của sở bắc có vẻ bình tĩnh, ung dung và tự tin đó là sức ép được tạo ra từ quyền lực tuyệt đối mọi âm mưu rõ ràng đều trở nên vô lực trước thực lực ấy mày dương xuyên tái mặt sự đắc ý ban đầu đã bay hết sạch nói xong từ đó dương xuyên đảo mắt rồi đứng dậy chạy đến thang máy hắn ta chạm tay vào nút ấn thang máy sở bắc mày đừng đắc ý vội con gái mày đang ở bên trong chỉ cần tao ấn nút là nó sẽ rơi xuống ngay nói đây Dương Xuyên chợt nở một nụ cười lạnh lẽo. "Đây là tầng 20 đấy, mày đoán xem nếu rơi xuống thì nó có chết không?" Nghe thấy thế, Thanh Vô Cao mày lại rồi nổi sát ý. Nhưng Sở Bắc vẫn thản nhiên lắc đầu. "Anh làm tôi thất vọng quá đấy. Thủ đoạn của cậu chủ nhà họ Dương chỉ có thế này thôi sao?" Dương Xuyên cắn răng hừ một tiếng với vẻ đầy điên cuồng. "Sở Bắc, mày đừng ép tao, không thì chuyện gì tao cũng dám làm đấy." thắng làm vua thua làm giặc, tôi chỉ quan tâm đến kết quả thôi, quá trình thực hiện ra sao thì quan trọng gì chứ. Sở bắc khoanh tay rồi nghe Dương Xuyên gào lên, hai đứa chúng mày mau lùi lại để tao đi, không thì đừng trách tao là ác. thấy thế, sở bắc không đáp lời, chỉ bước sang bên cạnh một bước. Dương Xuyên đảo mắt nhìn sang Thanh Vũ. Sở bắc xua tay, bấy giờ Thanh Vũ mới lùi lại một bước dài. Dương Xuyên liếc ánh nhìn bạm trợn thấy đã có một lối đi. Dương Xuyên mặc kẻ nút ấn rồi co giò chạy xuống dưới. Dù chỉ có khoảng trăm mét, nhưng hắn ta phải ra sức chạy. Thành Vũ thấy thế định đuổi theo nhưng đã bị sở bắc ngăn lại. chương 414 hắn ta trả được mối thù trong lòng rồi. Ừm, tâm nhi ngoan. Sở bắc mỉm cười rồi tiến tới giơ tay bế con gái lên. Xong, người tâm nhi vừa rời khỏi ghế thì đã có một tiếng động vang lên. Cửa thang máy lập tức đóng sầm lại. Thang máy trao đảo, xuất hiện cảm giác mất trọng lượng. Ngay sau đó, cả thang máy đã rơi xuống dưới với vận tốc rất nhanh. Thanh vũ ở bên ngoài thang máy cao mày rồi phản ứng lại ngay, song thang đã rơi được mấy mét rồi. Nhưng, thanh vũ cũng không quá luống cuống. Cô chạy ngay về phía cầu thang bộ rồi leo nhanh xuống. Bố ơi, mình bị sao thế ạ? À? Sự cố bất ngờ khiến tiểu vũ tâm sợ hãi. Cô bé ôm chặt lấy cổ của sở bắc rồi ngước đôi mắt long lanh lên hỏi không có gì đâu con nhắm mắt vào đi bố đưa con đi chơi vâng ạ tâm nhi rất ngoan nên sẽ nghe lời bố tiểu vũ tâm ngoan ngoãn gật đầu rồi vùi đầu vào lòng sở bắc sở bắc cương chiều xoa đầu cô bé dù thang máy đang rơi ngày càng nhanh hơn nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi như thể anh vẫn đang đứng trên mặt đất bằng phẳng tầng một của tòa nhà la hàng dương xuyên gần như phải dùng hết sức bình sinh để chạy khi xuống dưới tầng 1 thì đầu hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi. Lưng áo cũng đã ướt sũng. Thấy Sở Bắc không đuổi theo, hắn ta mới dừng lại rồi há miệng thở dốc. Nhưng ngay sau đó, hình như đã có tiếng động vang lên ở cầu thang máy phía trước. Thấy thế, Dương Xuyên ngẩn ra rồi mừng thầm. Ha ha, Sở Bắc ơi là Sở Bắc, dù mày có giỏi đến mấy thì cũng phải chết mà thôi. Hắn ta trả được mối thù trong lòng rồi. Vì vậy lập tức khôi phục lại dáng vẻ dương dương đắc ý. chương 415 đó chính là sở bắc. Rõ ràng vì cứu con gái nên sở bắc đã trúng kế của hắn ta rồi. Ha ha, sở bắc, mày yên tâm, sau này mỗi năm đến ngày này, tao sẽ đốt vàng mã cho mày. Dương Xuyên ngửa cổ lên cười với vẻ vô cùng đắc ý không chút che giấu. Dù có là ai đi nữa thì rơi từ tầng 20 xuống cũng sẽ phải chết thôi. Dương Xuyên dán chặt mắt vào thang máy, thậm chí hắn ta đã tưởng tượng ra cảnh hai bố con sở bắc thịt nát xương tan rồi. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, khiến cả tòa nhà như rung chuyển. Bụi bay tung tóe khiến Dương Xuyên không thể mở mắt ra nổi. Điều này chứng tỏ thang máy đã rơi xuống rồi. Lực rơi mạnh thế này thì đến người làm bằng sắt cũng nát bét thôi. Ha ha, sở bắc, cuối cùng thì mày cũng thua dưới tay tao thôi. Dương Xuyên vô cùng tự tin với vẻ đắc ý như cũ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào thang máy để chờ thấy Sở Bắc chết thảm. Khi ấy, hắn ta mới có thể xả được mối hận thật sự. Kéo kẹt, cửa thang máy mở ra, Dương Xuyên gần như không thể chờ được nữa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn ta đã tắt, đôi mắt thì trố ra. Sao, sao thế này? Dương Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm với vẻ vô cùng khó tin. Thậm chí, hắn ta còn đang thấy vô cùng khiếp sợ. Bên trong thang máy gần như biến dạng có một bóng người. Một người rất quen. Cộc cộc, người đó cất bước bình thản đi ra. Đó chính là Sở Bắc. Tiểu Vũ Tâm đang nằm gọn trong lòng anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 416, mày, rốt cuộc mày là ai? Chuyện này, cảnh tượng quái lạ này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Dương Xuyên. Hắn ta nhìn Sở Bắc mà như thấy ma quỷ hình như anh thấy ngạc nhiên lắm đúng không sở bắc cất giọng bình thản rồi lạnh lùng nhìn dương xuyên câu hỏi đó khiến dương xuyên run rẩy không còn nghĩ được gì khác ngoài sợ hãi hắn ta quay người định bỏ chạy nhưng bất ngờ phát hiện thanh vũ đã chặn lối thoát của mình từ lúc nào không hay dương xuyên cắn răng cảm thấy rất tuyệt vọng sở bắc mày mày định làm gì tao là cậu chủ của nhà họ dương đấy mày mà động vào tao thì cả nhà tao sẽ không tha cho mày đâu dương xuyên ấp úng cất giọng uy hiếp nhà họ dương là cái thá gì chứ nhưng dáng vẻ thờ ơ cũng giọng nói bất cần của sở bắc đã khiến dương xuyên càng tuyệt vọng hơn sở bắc có thân phận thần bí thực lực cũng rất đáng sợ có lẽ anh thật sự không sợ nhà họ dương thật vậy mày muốn gì dương xuyên thật sự thấy sợ chắc chắn sở bắc sẽ không tha cho hắn ta sau khi hắn ta đã làm nhiều việc như vậy anh yên tâm tôi không giết anh đâu vì mạng của anh không đáng giá. Sở Bắc khẽ lắc đầu, rồi đưa tiểu Vũ Tâm sang tay Thanh Vũ. Thanh Vũ hiểu ý, lập tức bế cô bé rời đi ngay. Lúc này, chỉ còn Sở Bắc và Dương Xuyên đang ngồi dưới đất run rẩy. "Giúp tôi gửi lời đến người nhà anh." Sở Bắc chắp tay sau lưng rồi cất giọng điềm nhiên. "Chuyện gì?" Sở Bắc ngẫm nghĩ rồi nói, bảo với họ rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Quả báo chỉ đến muộn, chứ không phải không có chương 417 nhưng tiếc là đã quá muộn, nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, chính hắn ta mới là đối tượng bị săn. Anh muốn biết lắm à? Sở Bắc vẫn rất bình tĩnh, giọng nói còn có vẻ bớn cợt. Dương Xuyên không trả lời. Sở Bắc lắc đầu rồi nói. Nhưng đôi khi biết nhiều lại không tốt, anh chỉ cần biết tôi là người phương Bắc là đủ rồi. Anh là người phương Bắc ư? Dương Xuyên ngẩn ra. Ngay sau đó, dường như hắn ta đã nghĩ ra điều gì đó nên lập tức hóa đá vậy là sở bắc ở phương bắc lại còn thao túng được tập đoàn dã bắc Âm, um, dương xuyên hít vào một hơi lạnh cơ thể không ngừng run rẩy thần tướng trấn quốc đây là điều duy nhất mà hắn ta nghĩ ra được vì cái tên đó rất nổi tiếng vì chỉ có người đó mới dám nhận mình đến từ phương bắc thôi hắn ta không ngờ tên con rể ăn hại mù loà này lại là thần tướng trấn quốc vang danh cả nước dương xuyên đã đưa ra rất nhiều suy đoán về thân phận của sở bắc nhưng không ngờ lại danh giá đến mức này đừng nói là một nhà họ dương đến cả trăm nhà họ dương cũng không là gì với người ta cả dương xuyên nhắm mắt lại không tiếp tục vùng vẫy dù được chết trong tay người này thì cũng là vinh dự của hắn ta tôi nói rồi tôi sẽ không giết anh như thể đọc được suy nghĩ của dương xuyên sở bắc hờ hững nói anh dương xuyên mở to mắt trong lòng đang thấy vô cùng sợ hãi. chương 418, nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy. Tiếng xương gãy vang lên, tay phải của Dương Xuyên bị sở bắc dẫm dưới chân. Xương tay của hắn ta đã bị gãy. Cú đạp này là vì anh đã động vào con gái tôi. Sở bắc hờ hững cất lời, sau đó lại nhấc chân phải lên tiếp. Còn phát này là vì anh dám ăn nói cản dỡ với tiểu tuyết. Sở bắc vừa nói dứt câu thì lại có tiếng xương gãy vang lên cánh tay còn lại của Dương Xuyên cũng bị đạp gãy. Trong căn phòng tan hoang chỉ còn vọng lại tiếng la hét thê thảm của Dương Xuyên. Hắn ta nằm lăn lộn dưới đất, mặt tái đi vì quá đau đớn. Mồ hôi trên trán cứ thế túa ra. Nhưng đối mặt với thần tướng Trấn Quốc, hắn ta không có dũng khí xin tha. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Bắc tỉnh bơ rồi tiếp tục nhấc chân đạp thẳng vào hai chân của Dương Xuyên tiếp. Mới mấy phút đồng hồ trôi qua, mà tứ chi của Dương Xuyên đã bị gãy hết, dù không đến mức mất mạng, nhưng có lẽ nửa đời còn lại hắn ta sẽ phải ngồi trên xe lăn. Lúc này, trông Dương Xuyên vô cùng thê thảm. Tay chân hắn ta mất hết sức lực, còn mặt thì cắt không một giọt máu. Cơn đau kịch liệt khiến toàn thân hắn ta run lên, nhưng trong mắt hắn ta chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Có biết tại sao tôi không giết anh không? Sở Bắc chắp tay sau lưng rồi bình thản nhìn Dương Xuyên. Dương Xuyên đảo mắt nhưng đến ngẩng đầu lên cũng không dám. Khóe miệng hắn ta co giật. Anh nên thấy may mắn vì vô tâm không làm sao. Sở bắc liếc nhìn hắn ta rồi nói, nếu vô tâm chỉ bị xước ra thôi thì giờ anh đã chết rồi, còn nhà họ Dương cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghe thấy thế, Dương Xuyên trợn tròn mắt. Miệng hắn ta phát ra những tiếng ú ớ, không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, hắn ta đang thấy vô cùng hối hận. chương 419, em cứ yên tâm sở bắc rẽ vào một ngõ nhỏ thì thấy tiểu vũ tâm giơ tay ra với mình rồi cười híp mắt. Anh nở một nụ cười cương chiều rồi bế bổng con gái lên. Ném anh ta về nhà họ Dương đi. Vâng thưa cậu chủ. Thành Vũ nhận lệnh rồi lập tức đi làm ngay. Xử lý xong Dương Xuyên, bấy giờ sở bác mới đưa tiểu Vũ Tâm về biệt thự. Tâm Nhi, con đừng kể cho mẹ nghe chuyện ban nãy nhé, được không? Sau khi ngồi lên ghế sau của xe, sở bác cười nhìn con gái hôm nay lạc tuyết đã có đủ chuyện phiền não rồi anh không đành lòng khiến cô thêm lo lắng nữa vâng ạ đây là bí mật giữa bố con mình tiểu vũ tâm nháy mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu sau khi hai bố con về nhà thì lạc tuyết đã nấu nướng xong xuôi gia đình nhỏ ba người quây quần bên mâm cơm ấm cúng hiếm khi nào không có chu cầm phá đám mẹ về nhà bà ngoại rồi chắc phải mấy hôm nữa mới về như đoán được suy nghĩ của sở bắc Lạc Tuyết mỉm cười giải thích. Sở Bắc gật đầu. Không có chu cầm, nhà càng bình yên. Sắp tới, em có dự định gì chưa? Thấy sở bác hỏi vậy, lạc tuyết ngẩn ra rồi mới thở dài một hơi. 300.000 không ít mà cũng không nhiều, tôi định thuê mặt bằng rồi mở một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, anh thấy sao? Nghe thấy vậy, sở bác còn chưa kịp trả lời thì tiểu vũ tâm đã vui đến mức đỏ bừng mặt. Được quá chứ mẹ, vũ tâm thích đồ chơi lắm. Sở Bắc mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. Được, mở cửa hàng đồ chơi cũng khá hay. Chỉ cần con gái thích, dù mở một hay một trăm cửa hàng đồ chơi, Sở Bắc cũng đồng ý ngay. Lạc tuyết nhoèn miệng cười, nhưng vẫn hơi cau mày với vẻ lo lắng. Nhưng mặt bằng tốt bây giờ giá thuê khá cao nên chưa chắc 300.000 đã đủ được. chương 420, tập đoàn Bắc giã. Thấy sở bắc có vẻ kiên quyết như vậy, lạc tuyết thở dài rồi không nói gì nữa đối lập với bầu không khí hòa thuận ở nhà của sở Bắc. Nhà họ Dương ở tỉnh lúc này đang như ngồi trên đống lửa. Chết tiệt, rốt cuộc là ai dám lập kế với nhà họ Dương chúng ta như vậy? Trong phòng khách xa hoa của nhà họ Dương, gia chủ Dương Trạch Thiên tuổi đã ngoài 60 đang nổi giận đùng đùng. Giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ phẫn nộ. Các con cháu đứng cạnh đó đều thấp thỏm lo sợ, không ai dám nhìn thẳng vào ông ta. Dương Trạch Thiên là người có tiếng nói nhất ở nhà họ Dương. Ban nãy, nhà họ Dương vừa bị ai đó tấn công vào tài chính. May mà tiềm lực nhà họ mạnh nên đã kịp thời vay được một khoản tiền. Không thì có lẽ nhà họ họ đã bị đánh đổ rồi. Tuy vậy, đối phương cũng đã phá mất 5 tỷ của nhà họ. Dù đây không phải một con số quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Rõ ràng, có người đang muốn gây hấn với họ nhưng tiếc là họ đã điều tra mãi mà vẫn không biết người đó là ai vì vậy dương trạch thiên mới nổi giận như bây giờ bố hay là phía tân hải có chuyện rồi dương sơn con trưởng của dương trạch thiên và cũng là bố của dương xuyên dè dặt lên tiếng tiểu xuyên đã thất bại ở đó có lẽ đối thủ cạnh tranh vẫn chưa phục nên mượn có ra tay với nhà mình phải công nhận rằng phân tích của dương sơn rất có lý nhưng dương trạch thiên chỉ hư một tiếng rồi khẽ lắc đầu tân hải bé như mắt mũi thì có ai dám chống lại nhà họ dương ta nghe thấy vậy nhiều người khác cũng gật đầu đồng tình nhà họ dương là một trong sáu gia tộc lớn mạnh nhất ở tỉnh so với tân hải thì chắc chắn là một thế lực rất mạnh ai dám kiếm chuyện với nhà họ chứ dương sơn như có điều suy nghĩ rồi nói bố các gia tộc ở tân hải thì đương nhiên không dám nhưng nếu là thế lực từ nơi khác đến thì sao hả Dương Trạch Thiên cau mày nói, ý của con là tập đoàn Bắc Giã. Nghe thấy thế, cả căn phòng đều im lặng. Đến Dương Trạch Thiên cũng phải nhíu chặt hàng lông mày lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 420.